Sáng ngày 12 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, điều tra làm rõ bắt giữ hai đối tượng lừa bán 4 người sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao, đó là Trần Văn Tùng, 32 tuổi và Nguyễn Văn Vĩnh, 37 tuổi, cùng trú tại xã Ieda, huyện Ieka, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, ngày 24 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận một số người Việt Nam lao động bất hợp pháp tại Campuchia do Cảnh sát Hoàng gia Campuchia trao trả. Vào cuộc xác minh điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk làm rõ có 4 người là nạn nhân bị Tùng và Vĩnh lừa bán sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao. Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu năm 2024, Tùng và Vĩnh sang Campuchia làm việc tại các công ty do người Trung Quốc làm chủ. Công việc hàng ngày là lên mạng xã hội, lừa đảo những người Việt Nam. Quá trình làm việc, Tùng và Vĩnh được chủ công ty yêu cầu tìm người Việt Nam đưa sang Campuchia làm việc. Công ty sẽ trả chi phí đi lại và các chi phí khác với số tiền là 300 đô la. Nếu người lao động sau khi sang Campuchia ký hợp đồng làm việc 6 tháng và đạt các chỉ tiêu, thì công ty sẽ trả thêm tiền giới thiệu là 500 đô la. Ngoài ra, cả hai còn được hưởng 5% trên tổng thu nhập mà những nạn nhân làm được. Mặc dù biết điều kiện làm việc rất khắc nghiệt, bị quản thúc, đánh đập khi không đáp ứng yêu cầu của công việc lừa đảo do người Trung Quốc đề ra, nhưng hai đối tượng này vẫn liên hệ về Việt Nam và vẽ ra màn kịch việc nhẹ lương cao để đưa 4 nạn nhân sang Campuchia. Dạ, bản thân em để em sang tới Campuchia thì em mới biết là công việc mình đang làm là liên quan tới lừa đảo. Biết công việc rất là sai trái nhưng mà bị chi phối và bị sự ràng buộc của công ty nên là bắt buộc em phải làm. Không làm thì sẽ bị trừ lương hoặc là sẽ bị phạt hay đánh đập, nên là tụi em bắt buộc phải làm. Qua đây thì cơ quan công an có những khuyến cáo là khi người dân có nhu cầu tìm việc làm thì chúng ta hãy liên hệ đến những trung tâm giới thiệu việc làm của nhà nước. Không tin những lời giới thiệu trên mạng xã hội, đặc biệt là những lời giới thiệu như là việc nhẹ lương cao. Vì khi đó chúng ta có thể là trở thành nạn nhân mua bán người. Lúc này thì chúng ta có thể bị cưỡng bức lao động, bị đánh đập và buộc làm những công việc trái pháp luật như là lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và gây ra những cái hậu quả lớn đối với gia đình và xã hội. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý Trần Văn Tùng và Nguyễn Văn Vĩnh về hành vi mua bán người.